Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh MyBitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn dự án là CCDOT nhận 100.000 token CCDOT nha các bạn. Thì đây là trang chủ của dự án. Thì hiện tại thì họ đang có chương trình airdrop, đó là tham gia vào cái airdrop này thì các bạn sẽ nhận được là 100.000 token. Thì đây là tổng công của đây là contract của con token này. Tổng công của nó là cũng khá ối rồi ôi luôn. Rất là nhiều. Ok, thì để tham gia vào cái airdrop này cũng đơn giản thôi các bạn. Các bạn vào link dưới phần mô tả video. Sau đó các bạn điền lại thông tin đăng ký airdrop như sau. Thì tổng cho airdrop nó sẽ đưa ra là 777 tỷ nha. Token nó sẽ phân phối cho airdrop. Ok, thì sau khi các bạn vào link dưới phần mô tả xong thì nó sẽ có giao diện như thế này. Các bạn kéo xuống đây tí. Các bạn, 100 triệu mỗi người. Thì tham gia vào airdrop này các bạn sẽ nhận được là 100 triệu token CCDOT. Và các bạn sẽ nhận được thêm 50 triệu token CCDOT cho một referral và tối đa là 50 REST. Ok, thì sau khi các bạn vào link dưới phần mô tả xong thì các bạn kéo xuống đây. Thì ở một airdrop này chúng ta điền lại thông tin đăng ký như sau. Đầu tiên đó là BSC address, có nghĩa là địa chỉ ví Binance Smart Chain. Địa chỉ ví thì các bạn dùng ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask hoặc là ví SailPay. Các bạn copy lại cái địa chỉ Smart Chain của các bạn. Sau đó các bạn quay trở lại form này. Sau đó các bạn dán cái địa chỉ ví của các bạn vào đây. Tiếp theo đó là email, thì các bạn điền lại email của các bạn. Sau đó thì các bạn ấn vào nút claim nhé. Ok, congratulations, 100 triệu token CCDOT. Bạn có cơ hội tham gia bán trước CCDOT, xin chúc mừng. Ok, thì unlock này chỉ cần làm như vậy thôi. Còn về việc phân phối thì ok, thì sau khi các bạn ấn nút ok xong thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Thì sau khi hoàn thành điền lại địa chỉ ví và lại email của các bạn thì các bạn sẽ nhận được là 100 triệu token này. Và ở dưới đây nó sẽ có cái link red của các bạn nhé. Các bạn copy lại cái link red của các bạn đi giới thiệu bạn bè để nhận thêm token. Thì qua mỗi lượt refer các bạn sẽ nhận được thêm là 50 triệu token CCDOT nhé. Và tối đa đó là 50 red thôi. Đây là link red này, các bạn copy lại link red này, các bạn ấn vào chữ copy này, biểu tượng copy này, các bạn copy lại thôi để giới thiệu bạn bè nhé. Ok, còn về việc phân phối thì mình chưa rõ nó phân phối ngày nào nha các bạn. Thì khi nào phân phối thì mình sẽ có thông báo trên kênh thôi nhé. Ở đây nó không có thông tin phân phối các bạn. Ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn là tham gia nhận 100 triệu token CCDOT. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.